SốpBirdGamingFF.com đang có chương trình khuyến mại nhân đôi nạp thẻ. Chỉ với một vòng quay 9.000 đồng các bạn có thể nhận đến hàng chục nghìn kim cương. Ngoài ra còn rất là nhiều vòng quay may mắn cũng như là chương trình khuyến mại đặc biệt khác dành cho các bạn. Các bạn hãy nhanh tay truy cập ngay SốpBirdGamingFF.com. Mình sẽ để link dưới phần mô tả và ghim ở phần bình luận các bạn nhá.風が大空に命の叫びを伝え、パワーアニマルの心を目覚めさせるとき、自然の力と人の。Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì mình đã qua đây, chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ và có khoảng thời gian xem thật thú vị bạn nhá. Ok, hôm nay mình đã biến hình thành siêu nhân và mình đã lên top thách đấu tử chiến 999 sao bạn ơi, thấy chưa? Đó, hôm nay là mình sẽ đi đòi lại công bằng. Những ngày qua mình đã mất rất nhiều rồi các bạn. Mình gọi là bị bắt nạt thả ra trong phòng này, bị mất quân đoàn này, mất hàng trăm hàng triệu điểm danh dự của mình, mất bao nhiêu tiền công sức mình nạp vào. Đấy, hôm nay là mình sẽ đòi lại tất cả. Mình sẽ hóa thân thành siêu nhân. Đó. À, nói mình áo trắng các bạn ạ. Quên, siêu nhân trắng. Thì với cái ngưỡng sức mạnh của siêu nhân đỏ cộng với đấy là bộ kỹ năng của top thách đấu tử chiến 999 sao thì nó phải lên gọi là xuất thần nhập quỷ, bắn one shot bụp. Cứ ra đạn là vào đầu, ra đạn là vào đầu các bạn ạ. Đó, các bạn cùng xem nhá, mình sẽ đòi lại công bằng. Nói cho Hường biết nhá, hôm nay nhà phải có nóc. Đây các bạn ơi, thì đây chính là tài khoản mà mình đã mượn được một bạn fan của mình. Và tài khoản này hiện tại đang có top 1 thách đấu server tử chiến Việt Nam. Và số sao nó đang ở con số mà vô cùng tận các bạn ạ. Đó. Thì 99999 sao, nghĩa là nó chỉ lên được 999 sao thôi. Nó sẽ gọi là có x đằng sau nữa. Đấy, kiểu như vậy. Và đang xếp hạng top 1 nha các bạn ơi. Đó, kinh khủng chưa các bạn? Quá kinh khủng khiếp đúng không? Thì hôm nay mình sẽ dùng cái nick này tăng phần công lực cũng như là hóa thành siêu nhân đỏ để mình đòi lại công bằng nha các bạn. Đấy. Thì nick này đã kết bạn với Hường rồi, tại vì là bạn này là fan của mình ấy bạn. Đó. Alo. Có phải Nguyễn Hường không? Đúng rồi, ai đấy ạ? Anh đây, trả lại quân đoàn cho anh. Cái gì? Anh á? Ừ. Không. Anh nói cho em biết nha, em hết 5 lần 7 lượt bắt nạt anh và đòi và cướp quân đoàn của anh, còn mang rắn thả vào phòng anh nữa. Bây giờ em có trả lại quân đoàn không? Hay là để anh dùng cái nick này anh đi cua gái? Cua gái á? Em nhìn đi, cua lên chỉ có đổ. Thôi được rồi. Bây giờ anh muốn em trả quân đoàn cho anh cái gì? Nick này em biết bao nhiêu sao không? Tử chiến thách đấu top 1 server Việt Nam, top 1 server Việt Nam, anh đang đứng top 1 server Việt Nam em biết chưa? Anh đứng đầu Việt Nam trong tất cả những người chơi game danh tử chiến, em hiểu chưa? Thế bây giờ anh muốn em trả lại quân đoàn rồi. Đúng. Thế làm kèo đi. Ây giời, làm kèo luôn, anh sự ngán ngẩm gì. Nếu mà anh thắng thì em trả anh quân đoàn, nhưng mà nếu anh thua thì anh phải mua cua hoàng đế cho em ăn cơ. Ui giời ơi, cua hoàng đế anh ăn hàng ngày nhá. Vào đấy. Ok, dăm ba cái danh. Hường ơi, anh nói cho em biết nha, em làm mất bao nhiêu điểm danh dự của anh, em phải là em trả lại quân đoàn cho anh là em đã xong đâu với anh đâu nhá. Kệ anh chứ. Nhưng mà anh may mắn là anh có fan của anh. Fan của anh đông, anh không sợ em bắt nạt anh, hiểu không? Nên là anh rất tăng công lực khi bạn fan bạn cho anh mượn con nick top 1 server Việt Nam. Hiện tại là mình đang đứng đầu server Việt Nam ở cái danh tử chiến các bạn ạ. Đấy, em thấy kinh khủng không? Nghe thấy kinh khủng không? Nghe thấy đã tai không? Dăm ba cái danh. Này nhá, anh cho em nói lại đấy, dăm ba cái danh nhá. Cả đời không lên được đâu. Chẳng qua em không thích lên thôi, chứ muốn lên giả búng móng tay cái lên luôn. Hộ cái. Chẳng qua em không thích thôi. Rồi em hộ anh cái nào, hộ cái nào. Em có biết là bây giờ nhá, công lực của anh nó đang ở phần gọi là đỉnh cao của Việt Nam, em hiểu không? Top 1 thách đấu server Việt Nam, em nghe em thích kinh khủng rồi. Ai giờ nhìn thế này. Nhìn thế này, thấy chưa? Ăn hên. Ăn hên à? Các bạn ơi, các bạn bảo ăn hên hộ mình cái, quả đấy ăn hên hộ mình cái. Ăn hên hộ mình cái. Còn đấy em đang chạy ra thôi. Này, em không có cơ sở nào mà em bảo anh ăn hên được, tại vì là nhá, thứ nhất là anh bắn được pha đấy là nó chỉ là qua pha phạm quá bình thường. Thứ hai là em đã bị chết dưới họng súng anh khi mà bị headshot. Và thứ ba ấy, là bên màn hình của anh đã thấy vị trí của em đang chạy ra rồi, nên là anh ke sẵn rồi, em hiểu không? Nên là không chuyện ăn hên, đó là cái kỹ năng cả. Ghê đấy. Để xem. Có cần làm lại xem không? Có cần làm lại xem không? Đấy làm lại đi. Để xem top 1 server là. Rồi. Top 1 thách đấu server Việt Nam. Top 1 quý rồi ơi. Ui rồi ôi, top 1 thách đấu server Việt Nam kinh khủng chưa? Bắn không biết là vào người luôn. Ui rồi ôi. Các bạn thấy ghê các bạn comment mình giúp mình nhá. Top 1 thách đấu server Việt Nam bắn nó lắc màn hình này, các bạn bắn kiểu đá màn hình liên tục này, nhìn này. Ui lại còn tập bắn như ai á. Ui. Đây. Thách đấu server Việt Nam. Bạn nó khó nhìn lắm. Em thấy chưa? Em thấy gì chưa? Bây giờ như nào? Không thể. Hường ơi. Sao? Trả lại quân đoàn cho anh. Biết rồi. Biết rồi mà thế à? Đây, không thèm. Nhưng mà từ từ đây không phải nick của anh, đây nick anh mượn của fan anh thôi. Em chuyển sang nick burst gaming ấy. Ok. Nào bây giờ chuyển quân đoàn vào nick burst gaming của anh đi. Quân đoàn 3 triệu mốt thông thạo chứ ít đâu. Thôi rồi, bây giờ coi như là mất con cú hoàng đế mà mình đã đòi lại được quân đoàn rồi. Thôi bây giờ mời em đi ra Hường ạ. Bây giờ sẽ làm việc riêng của anh. Nào đi ra. Ok các bạn ơi, thì mình đã đòi lại quân đoàn xong rồi. Ui dồi ôi, công nhận bắn cái nick rank top 1 thách đấu server Việt Nam, mình kiểu mình đứng đầu trong tất cả những người chơi game ấy. Cảm giác bắn lên tay vãi trở ra. Thôi thì công sức bạn ấy cho mình mượn nick. Ui, nick này tận 18.000 like cơ các bạn ạ. Ấy thì mình sẽ nạp kim cương vào nick của bạn ấy cho bạn ấy các bạn nhá. Ok, thì ai mà muốn lên TV thì nhớ là comment bên dưới giúp mình và vào Facebook của mình nhắn tin cho mình hoặc là comment trên ảnh của mình các bạn nhá. Ok, thì để lấy kim cương cho bạn này thì siêu nhân đỏ sẽ lên shop burstgamingff.com. Thì mình sẽ lên quay vòng quay AK rồng xanh. Vòng quay là chỉ với 9.000 trên một lượt quay thôi. Hôm nay siêu nhân đỏ có 64.000 thôi, bạn thấy chưa đó, chỉ có 64.000 thôi. Và siêu nhân đỏ sẽ đi quay vòng quay AK rồng xanh nha các bạn nha. Đây, rồi, thì bây giờ siêu nhân đỏ sẽ quay cho các bạn xem. Phát đầu tiên ra 1.000 kim cương luôn. Ui các bạn ơi, chỉ với 9.000 thôi mà ra được tận 1.000 kim cương. Các bạn thấy kinh khủng khiếp chưa? 250 kim cương. Ui, cái 9.000 quay ở cái vòng quay AK rồng xanh nếu không có tỷ lệ thua luôn đấy các bạn. 500 kim cương luôn. Ui dồi ôi, quả này là rút kim cương cho bạn fan mình là quá sướng rồi. Lại 500 kim cương tiếp này. 9.000 thôi mà gọi là không có phát nào ra ít kim cương, phát ra nhiều thế này. Ui lại 9.999 kim cương, bạn thấy chưa? Vòng quay AK rồng xanh nó thế đấy, các bạn có thể xem những ô thưởng này. Đấy. Ô thấp nhất là chỉ có 100 kim cương nên là nghĩa là 9.000 các bạn quay không bao giờ lỗ. Các bạn nhanh tay lên shop mình quay vòng quay này nhanh nhanh nha các bạn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ rút kim cương cho bạn fan của mình nha các bạn nha. Rồi mình sẽ gọi đi bạn ấy là 7029774486. Ok, mình sẽ rút cho bạn đi 5.000 kim cương nha các bạn ơi. 1 lần này, 2 lần này, 3 lần này, 4 lần này và 5 lần. Khuyến mại cho thêm một lần nữa là 6 lần. Rồi, siêu nhân đỏ đã quay lại rồi đây. Kim cương đã vào rồi các bạn ơi, 5.700. Đấy. Thì link shop mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn lên lấy kim cương như siêu nhân đỏ nha. Ok. Ui, cái nick này thì chắc là mình sẽ gạ bạn ấy bán lại. Bạn không biết có bán không bạn. Xin gái tí. Ok thì chắc là clip mình đến đây kết thúc. Nếu các bạn thấy hay nhớ like chia sẻ giúp mình các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở các clip tiếp theo. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối clip.